Xin chào toàn thể các bác trên kênh của ông Dong Vlog. Hôm nay ông Dong làm clip này với một chủ đề rất khác, tức là tìm đại lý phân phối thuốc trên kênh ông Dong Vlog. Không ngoài mục đích là ông Dong mong muốn là tất cả các xóm đều có đại lý phân phối thuốc, chủ yếu phục vụ cây đào là chính và các một số cây ăn quả. Thì là ông Dong muốn thuận tiện cho các bà con. Ở đây chia sẻ thật các bác là nhiều lúc chúng ta nhỡ tiền có vọng thì chúng ta chạy sang ông hàng xóm quen biết năm bữa lửa tháng chúng ta giả không sao. Nhưng mà khi ông Dong mà ship hàng thì bắt buộc các bác phải có tiền. Khi bưu điện người ta đến đưa là phải có tiền. Không có tiền chúng ta không lấy được thuốc mà họ cũng không đưa. Chính vì vậy để thuận tiện phục vụ không ngoài mục đích cho các bác trồng đào được tiếp cận với các công nghệ cao, thuốc đặc hiệu chuyên về cây đào để phục vụ các bác trên toàn miền Bắc, khu vực miền Bắc, thì ông Dong Vlog là mong muốn đang tìm rất ở đại lý mỗi thôn 1 đến 2 đại lý. Bác nào có số vốn cũng không to đâu, nho nhỏ thôi, thì chúng ta có thể làm đại lý phân phối thuốc, các loại thuốc đặc trị cho cây đào, thuốc hãm răm, thuốc kích nụ, rồi là thuốc kích rễ, rồi là man xanh, rồi là nhện đỏ, rồi là thối nấm, thối ná, thán thư, dẹp sáp, các loại côn trùng thì là chủ yếu phục vụ cái đấy. Còn ở đây chia sẻ thật có là lân đạm thì nó lặng nên là chúng ta không thể ship hàng được. Chính vì vậy là ông Dong mong muốn là bác nào có điều kiện kinh tế một chút thì chúng ta có thể làm đại lý cung cấp thuốc bán trên kênh của ông Dong Vlog. Giá thì ông Dong đã liêm yết trên kênh rồi thì các bác chỉ việc bán thôi. Đại khái là thuận tiện cho các bác làm đại lý, tức là chúng ta thêm thắt vào, đặc biệt là các bác làm đại lý mà làm đào thì chúng ta mới hiểu được cây đào. Thực sự là phân tích đang thuốc gì, phun nước gì, thời điểm nào thì ông Dong mong muốn là các bác ở trên kênh của ông Dong Vlog mà đã trồng đào hoặc tìm hiểu về cây nào thì muốn làm đại lý thì gọi điện cho ông Dong Vlog với số điện thoại đã ông Dong ở ghim trên màn hình. Chia sẻ vậy với các bạn như vậy. Thì hiện nay chia sẻ các bác là các đặc chủng của loại thuốc thì tập trung hết ở trong miền Nam. Chính vì vậy chúng ta là gì ạ? Chúng ta mà để tìm hiểu chính xác về thuốc và cái chất lượng trong thuốc ấy, thì là chúng ta phải đặt ở nơi cơ sở sản xuất đóng gói thì thuốc nó sẽ khác hơn các bác ạ. Còn bây giờ chia sẻ thật các bác là thuốc thì hiện nay có hàng nghìn loại thuốc, hàng trăm loại, trăm công ty đóng gói bao bì thì ông Dong cũng chắc nọc là mong muốn làm nào hữu hiệu nhất cho cây đào 2025. Thì đến nay ông Dong qua một thời gian phân phối thuốc thì ông Dong mong muốn là gì ạ? Ông Dong làm cầu nối giữa nhà sản xuất và gì ạ? Và các đại lý bán thuốc. Đại lý thì làm cầu nối với người tiêu dùng. Thì thực sự các bác là với nhà lông, với điều kiện thỉnh thoảng chúng ta phun thuốc mà chúng ta nhỡ tiền thì nói chung là nếu mà gọi ông Dong ship là phải có tiền vì ship qua bưu điện. Còn các bác ở quê, ở xóm thì chúng ta nhỡ sang ông hàng xóm, rồi bác hàng xóm, anh hàng xóm là phân phối thuốc của ông Dong lúc thì đã có giá rồi thì chúng ta lấy tạm 5 bữa lửa tháng hoặc là thì chúng ta giả xong. Cái đấy rất thuận tiện cho các bác phun được ngay, đặc biệt là giống man hoặc là chuẩn bị ông Dong lấy về cái loại mà kích rễ viên các bác. Không ngoài mục đích là cho cây trồng lúc bắt đầu trồng là cái dạng viên đấy thì nó tan chậm một chút, nó không như tưới, nhưng mà chúng ta bón cái đấy vào thì chúng ta vẫn phải tưới, nhưng mà chúng ta tưới nhẹ nhàng đơn giản hơn vì chúng ta có thuốc kích rễ ở dưới gốc rồi. Với ý tưởng làm kênh của ông Dong Vlog là mong muốn chúng ta không ngoài mục đích là gì ạ? Cầu nối giữa nhà sản xuất thuốc và bà con trồng đào, và gì cũng là người cầu nối giữa bà con trồng đào và các bác đi buôn đào.
Và thứ hai là gì, phát triển trên kênh rộng rãi thì không mong muốn là truyền tải cách chơi đào và bà con chúng ta, hỗ trợ cho các bác đi buôn, hỗ trợ cho các bác bán đào. Thậm chí là ông Rong cũng rất nhiều clip mong muốn là gì, đào của miền Bắc từ năm nay trở đi sẽ dần dần tiếp cận được với các tỉnh miền Tây ở trong miền Nam, chúng ta tiếp cận dần dần. Và ông Rong cũng như nhiều ý tưởng khác là ông Rong mong muốn là gì ạ, cây đào huyền, cây đào lơm của miền Bắc chúng ta có thể tiếp cận được với Trung Quốc mấy tỉnh thôi, một tỉnh Hà Nam hoặc ba bốn tỉnh, nên là rộng bằng gì ạ? Mỗi tỉnh bằng rộng bằng một nước Việt Nam chúng ta dân số. Nên ở đây các bác là thoải mái chúng ta kinh doanh. Nếu mà sang năm 2024, ông Rong rất mong muốn là kết hợp làm nào mà đưa được cây đào sang Trung Quốc, hoặc là năm nay 2024 cũng mong muốn là đưa cây đào vào trong miền Nam để các bác tập chơi dần dần. Các bác ở miền Nam thì mạnh dạn đi buôn qua cầu lối của ông Rong, là chúng ta lấy 10 cây, 50 cây, 20 cây bé thôi, chúng ta bán dần dần, chúng ta bán lại đánh bầu ấy, chúng ta tập tập làm. Không có gì là khó các bác ạ. Biết thì khó thì rất dễ, mà không biết là rất khó. Với hai đi buôn thì chúng ta phải chấp nhận. Nên ở đây cũng cái kênh hôm nay ông trong clip này ông trong làm là mong muốn là gì ạ, cầu nối giữa ông trong vlog và nhà cung cấp thuốc, cũng như đến tận tay bà con chúng ta để chúng ta gì ạ, tiếp cận được những thuốc chất lượng nhất, đóng gói bao bì tem mác chính xác từ nhà máy, và chúng ta không phải mua những hàng trôi nổi nữa. Ở đây thì chia sẻ các bác là hàng trôi nổi thì họ đóng gói giá thành rất nhiều loại các bác, cùng một thuốc đấy nhưng mà giá nó khác nhau. Chính vì vậy là ông Long mong muốn là gì, khi chúng ta tiếp cận được cái thuốc của ông Long là chúng ta phản hồi được cho các đại lý, và đại lý đã phản hồi cho ông Long hoặc trực tiếp các bác là trên kênh của ông Long, là chúng ta điện thẳng cho ông Long vlog được để chúng ta kết hợp. Ông Long mong muốn là cây đào 2025 sẽ tiếp cận được khoa học kỹ thuật từ lúc trồng đến lúc gì ạ, đến lúc thu thu hái, tức là cuối năm 2025 để đón xuân 2026, cành đào, cây đào 2025 sẽ đẹp hơn, chất lượng phải lưng chất lượng các bác. Tức là cũng một cây năm nay ở đây chia sẻ các bác là cái đào gốc thì nó đắt, nó không như là mọi năm. Tại sao? Vì năm nay cái cây đào trồng đã hiếm rồi, cũng chỉ có 10 nhà, 20 nhà trồng giả sử như thế, nhưng mà nhu cầu trồng đào thì tăng lên. Ở đây chia sẻ thật các bác là có đất rộng thì chúng ta cũng trong clip trước nó mạnh dạn chúng ta trồng đào kỹ thuật thì không biết thì chúng ta tự học trên kênh của ông Rong, hoặc là được trực tiếp thì mời ông Rong về hỗ trợ thêm. Tại sao ông Rong biết? Vì ông Rong gặp quá nhiều khách hàng, gặp quá nhiều nhà vườn các bạn, đủ các nhà vườn trong các tỉnh miền Bắc này thì ông Rong đi gần như hết rồi, còn một số tỉnh nữa thì là ít thì ông Long chưa đi. Nhưng mà cũng mong muốn là gì, kênh của ông Long Vlog là kênh truyền tải những thông tin về cây đào tới các bác buôn, truyền tải tới gì với những khách hàng mua đào trên toàn quốc. Đặc biệt là ông Long cũng rất mong muốn là có một bác ở trong Sài Gòn làm cầu nối với ông Long đại diện để chúng ta đưa cây đào xuống 9 tỉnh miền Tây. Chúng ta đưa dần dần, đưa ít thôi các bạn, nhưng không cần đưa nhiều, còn tiêu thụ ở Sài Gòn là chủ yếu. Vì Sài Gòn thì ở đây chưa thật các bác là Sài Gòn thì họ thu nhập rất cao, năm là một tháng, cái tháng Tết thì hai vợ chồng có thì là 5 70 triệu, 100 triệu vì cả thưởng thùng nữa, chứ không phải đơn giản. Mà toàn các doanh nghiệp lớn của nước ngoài đầu tư, họ lập văn phòng hết ở trong đó, vì trước ông Long cũng làm văn phòng cho một công ty nước ngoài, cũng gần như 90% là tổng công ty là đóng trong Sài Gòn, nên là người Sài Gòn kinh tế thu nhập rất cao chứ không phải không. Mà chúng ta cây đào tiếp cận được vào thì là rất đẹp. Thì ở đây chia sẻ các bác là gì ạ, để cái giá thuốc của 2025 này tiếp cận thì ông Dông mong muốn là chúng ta sẽ làm đại lý cung cấp cho ông Dông Vlog ở trên kênh của ông Dông. Nên ở đây chúng ta chia sẻ, ông Rong cũng công bố trên clip này với cái mức mà để cho đại lý cung cấp cho ông Rong, giả sử như một hộp bờ loam kích rễ, kích nụ thì giá trên kênh là 358.000 đồng trên trên hộp,
Thì ở đây chia sẻ với các bác là nếu đại lý mà các bác làm đại lý lấy một thùng bà lom chỉ có 15 hộp là các bác, thì ông Dũng sẽ tặng cho một hộp, tức là thêm một hộp. Và nếu mà đại lý mà lấy hai thùng ấy là 30 hộp, thì là ba hai thùng bà lom cái siêu cái nụ là ba, thì là tặng 3 hộp, tức là lấy hai thùng thì tặng 3 hộp. Còn nếu đại lý mà lấy 5 thùng ấy, thì nó vào 75 hộp, thì là tặng 9 hộp. Thì ở đây chia sẻ các bác là các bác sẽ lấy cái số tiền tặng để các bác bán. Chúng ta giả sử trồng đào, chúng ta nếu mà bán thuốc thì chúng ta hầu như là chúng ta phun thuốc là không mất tiền. Nhưng tại sao như vậy? Thì các bác đã bỏ số vốn lấy liền một lúc, thì là trong các xóm chúng ta giả sử như là lấy dần dần lấy ít, lấy thùng một hoặc là hai thùng một, hoặc là bác nào mà khéo mồm bán có doanh nghiệp được thì chúng ta lấy cao, càng lấy nhiều thì số 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 hộp nó càng tăng lên. Tức là đại lý mà lấy thùng bà lom ấy, thùng siêu cái nụ ấy, một thùng thì là tặng được một hộp. Còn nếu mà lấy hai thùng liền một lúc các bác nhé, thì là tặng 3 hộp. Nếu mà lấy 5 thùng thì là tặng 9 hộp. Còn cái hãm răm ấy thì chia sẻ các bác là hãm răm năm 2024 này, thì chia sẻ bác là ông Long lần đầu và các bác cũng lần đầu tiếp cận. Thì ở đây chia sẻ là với người dân Việt Nam, với các bác trồng đào thì đã đủ răm mới phun, nhưng mà cái hám răm của ông Long là phải phun từ 10 phân 15 phân, phun từ từ dần dần nó sẽ đứng lại dần dần thì sẽ rất đẹp. Thì hám răm là nếu đại lý lấy một thùng 20 hộp thì cũng tặng một hộp, đại lý lấy hai thùng 40 hộp thì cũng tặng 3 hộp, đại lý lấy 5 thùng tức là của nó 5 thùng là 100 hộp rồi thì tặng 10 hộp. Ở đây chia sẻ các bác nghe là cái kích rễ, thì kích rễ chuẩn bị dùng là cái nước cái này sản xuất tại Mỹ không nhá, Humica ấy, thì là lấy một thùng 20 hộp thì cũng tặng một hộp, đại lý lấy hai thùng mà 40 hộp thì cũng tặng 3 hộp, tức là 40 thùng là hai thùng là 40 hộp là tặng 3 hộp, đại lý lấy 5 thùng 100 hộp thì tặng 10 hộp. Vậy ở đây chúng ta hiểu rằng là gì ạ? Tất cả các mặt hàng thì ông Long chia sẻ các bác là các bác lấy bờ loan một thùng các họ, nếu mà mùa này mà đang lụ, hoặc lấy chúng ta lấy một thùng hãm răm, một thùng gì ạ? Một thùng kích rễ, hoặc là một nay mang rong về nữa một thùng man xanh, và gì ạ? Một thùng kích rễ hạt dạng viên luôn nhá, và một thùng gì ạ, nhện đỏ, một thùng thuốc đặc trị nấm dẹp sáp. Giả sử như có là 7 8 loại thuốc thì mỗi loại một thùng, thì chúng ta có thể là chúng ta túc tắc chúng ta bỏ thêm ra, chúng ta vừa trồng đào chúng ta đại khái là không được lãi cao thì chúng ta cũng là mua thuốc là không phải mất tiền. Nên chia sẻ các bác như vậy thì ông Dòng sẽ làm cái chương trình là tất cả các loại thuốc trên kênh của ông Dòng với lớp chủ yếu là phục vụ đào. Còn các cây khác các bác ở thôn ở xóm ấy, thì nhà nào trồng hành hay là trồng dưa trồng nấy thì các bác thể tư vấn người ta tưới cái rễ Humica được, hoặc là cái dạng viên cũng mix dạng viên ấy. Lại nó nhập khẩu từ 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 Canada, thì cái đấy thì ông Dòng chưa có giá thì ông Dòng sẽ báo sau, đặc biệt là cái man nữa các bác, man thì ông Dòng báo giá sau. Còn với ông Dòng hy vọng là nếu ông Dòng làm đại lý cấp 1 thì trực tiếp với nhà máy, hy vọng ông Dòng lấy càng nhiều thì số gì ạ? Số số lượng phần trích phần trăm được thưởng phần trăm, ông Dòng thì lấy phần trăm thôi. Đang thùng thì lấy được nhiều thì ông Dòng lại trích cho đại lý thì có thể là gì ạ? Trích lại cho bà con cái giá nó rẻ đi nữa. 2025 ông Dòng mong muốn là giá thuốc trên kênh của ông Dòng Vinox là cực cực rẻ, đáp ứng với nhu cầu. Và đặc biệt là các bác ở đây chia sẻ thật các bác là tiện cho các bác, tức là khi chúng ta chưa có tiền chúng ta lấy 5 hộp 3 hộp tiện thì chúng ta sang ông hàng xóm lấy được. Thì ông Dòng mong muốn là các tỉnh từ Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hà Nam, Linh, rồi là các tỉnh miền núi Điện Biên, Lai Châu,
Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ninh thì các bác sẽ Lạng Sơn, các bác sẽ lấy nếu mà ở đây chia sẻ thật các bác là mà ông Rong mà lấy được nhiều càng nhiều thì công nhà máy họ càng giảm lớn thì ông Rong lại càng lại giảm cho gì ạ? Giảm cho cái đại lý lấy càng nhiều thì chắc chắn là được lại càng giảm thì là chúng ta cứ giảm dần, khi giảm dần thì thứ nhất là khách hàng có lấy chịu đựng khoảng độ tạm dăm bữa lửa tháng 1 2 tháng thì nó không sao, hai là giá còn là thì ông Rong sẽ nếu giảm thì ông Rong sẽ phát trên kênh là giá nó giảm đi, nếu mà đợt nếu mà chúng ta thành lập được các đại lý thì ông Rong mong muốn là mỗi xóm có một đại lý hoặc là mỗi huyện có một đại lý thì ông Rong mong muốn là các bác sẽ gì ạ phân phối cùng với ông Rong cái thuốc này không ngoài mục đích là phục vụ cho cây đào để cây đào đẹp hơn, mà thuốc đặt trực tiếp ở nhà máy in bao bì nhãn mác của trên kênh ông Rong Vlog, là ông Rong Vlog chỉ là nhà phân phối các bác, và các bác đại lý cũng chỉ là nhà phân phối tức là người trung chuyển gọi người đưa thuốc hộ thôi, tức là lấy từ ông Rong lại đưa cho bà con, ông Rong lấy từ công ty về thì ông Rong lại phát cho các đại lý, nó chỉ có thế thôi, chúng ta là nhà cung cấp nhà phân phối thì ông Rong mong muốn là nếu ông Rong trở thành nhà phân phối cấp 1 trên kênh riêng cho cây đào thì các bác hy vọng là nếu chúng ta đồng lòng thì người dân trồng đào sẽ được hưởng cái mức hợp lý nhất, thuận tiện cho bà con thôn nào cũng có gì có đờ có thuốc hãm dăm để trên kênh của ông Rong Vlog, đặc biệt là các thôn xóm thì hiện nay cái thuốc cái rễ thì nó tưới cho được các mọi loại cây đúng không ạ, các cây hoa màu hành rồi là những cây ăn quả như mận ở trên Điện Biên, mà bác nào mà làm đại lý mà thuốc thì là Điện Biên thì rất đẹp vì trên đấy có mận, đặc biệt là trên Lục Ngạn bác nào làm đại lý thì hiện nay có vải các vợ, ở tỉnh nào cũng có, ở Hưng Yên thì các bác có cũng có vải vải thiều Hưng Yên thì là nhất rồi các vợ, các loại hoa quả cam quýt bưởi bòng thì nói chung là chúng ta phun được hết, nhưng ông Rong làm kênh thì chuyên môn đào là chủ yếu phục vụ cây đào thì là không ngoài mục đích là tìm hiểu những thuốc nhập khẩu mà chất lượng nhất và tỷ lệ pha là đạt tiêu chuẩn nhất để ông Rong bán trên phân phối trên kênh của ông Rong Vlog. Ở đây tỷ lệ chia sẻ các bác là tỷ lệ là do mình pha các bác nhé, mình nhận pha phối hợp pha tỷ lệ bao nhiêu, còn thì thuốc nó nhiều loại các bạn, cùng một hãng nhưng mà nhiều loại nên là ông Rong mong muốn là gì ạ, các bác sẽ có niềm tin vào kênh của ông Rong để mua những thuốc đặc hiệu nhất. Vừa rồi thì chia sẻ với các bác như vậy thì cái kênh YouTube của ông Rong Vlog là không ngoài mục đích là kết nối giữa gì ạ, giữa người trồng đào và người bán mua buôn đào, các bác buôn đào nhìn trên kênh ông Rong Vlog thì năm nay ông Rong Vlog hy vọng là tất cả các bác phun hãm dăm của ông Rong Vlog thì hy vọng là hoa sẽ sai, ông Rong đặt niềm tin vào các nhà khoa học, đặt niềm tin vào gì ạ, vào các nơi sản xuất mà họ đã cung cấp cho Sài Gòn khoảng 15 năm rồi, nên là chúng ta là những người gì ạ, thụ hưởng thừa hưởng thôi, chứ còn phân tích chất thì các nhà khoa học mới làm được, chúng ta cũng chỉ biết là phụ tưới này được cái tưới được, đặc biệt là cái kích rễ Humica của Rong thì họ khách hàng các bác tưới ở các tỉnh nó phản hồi là rất tốt rồi, còn cái bờ loam này thì bắt đầu mới phun quá thì là chưa biết, còn hãm dăm thì tất nhiên ông Rong xin lỗi một lần nữa là nó hơi hơi được hơi được không đúng của nó, tức là nó bị dài các họ, cái này là phải phun từ đầu phải thấp thấp chứ chúng ta đợi mai nhằm phun là không kịp, vì chia sẻ với các bác như vậy thì ông Rong mong muốn là nếu mà bác nào làm nhận làm đại lý thì từ từ bác nhá, chúng ta không phải là bán một liền một lúc được ngay, nhưng mà chúng ta bán cứ dần dần họ quen họ là mua đủ các thứ chứ không không phải là một một thứ, thì là chúng ông Rong mong muốn là phục vụ kênh của ông Rong là phục vụ chủ phục vụ đào là chủ yếu, còn các bác có mận thì các bác ở địa phương các bác bán cho các bác trồng mận, trồng hành, trồng dưa, trồng quả các thứ rồi các cây trái ăn quả là chúng ta hỗ trợ. Thì ở đây chia sẻ các bác là cây đào tháng 9 này là chúng ta phải chặn các bác. Ông Rong khuyên là chặn 4 lần nhưng mà nhiều bác hôm nay là lười là chặn 2 lần, 3 lần, ông Rong khuyên là chặn từ từ rất đẹp các bác, các đừng vội vàng.
trồng một năm chúng ta không phải làm cho xong, mong muốn là chúng ta làm thể hiện cây đào sai lũ chữ lũ vào thì như là cam quýt ấy, thì ông Rồng rất thích. Năm nay hy vọng là đặt niềm tin vào nhà cái loại thuốc kích lũ của ông Rồng này. Ông Rồng mong muốn là cây đào lũ sai nhất các bác, khi mà lũ sai các bác đòi bao nhiêu khách hàng trả đấy chứ hồi không. Nên ông Rồng mong muốn là các bác nào mà buôn đào qua kênh của ông Rồng Vlog thì chia sẻ với bác là ông Rồng sẽ hỗ trợ về bao siêu lụ, bao bao hoa, chứ không phải có hoa được nhé, cứ mọi năm các bác mua là cứ có hoa được, chứ còn là bao phải nhiều hoa, nhiều lụ sai hoa, đấy là bao sai lụ sai hoa, ít lụ ít hoa là giá nó sẽ khác đi. Thì chia sẻ với bác là ông Rồng là sẽ hỗ trợ cho bác là chăm lo để phun tất cả các thuốc đảm bảo cho cây đào đẹp nhất, đánh đúng thời điểm. Và ở đây chia sẻ các như vậy thì ông Rồng mong muốn là đặc biệt là các bác là mới trồng đào, chuẩn bị trồng đào và đang học trồng đào, thì ông Rồng mong muốn là ông Rồng thì không chưa giỏi, thế nhưng ông Rồng đi qua nhiều, tiếp xúc quá nhiều với những các bác ở các miền quê, mỗi người có một ý kiến riêng, để hỏi kỹ thì người ta không bảo thật đâu ạ. Chẳng nhà người trồng đào là bảo thật, mà chỉ trên kênh ông Rồng là nói thật, đừng không ngoài mục đích là phục vụ các bác trồng đào thế nào. Các họ cây đào 2025 giả sử như cây gốc độ 40 thì ông Rồng khuyên là tán phải đạt 2,5 m. Tại sao? Vì là chất nó đủ ăn vâng. Răm đợt 1 là phải 6-70 bắt đầu mới cắt. Cắt thì cắt độ 15-20 phân thì cận răm rất to. Tức là cận răm càng dài thì là cái thân cái răm mới to được, còn cái răm mà 40 phân thì làm sao dài bằng to, cái chiều ngang nó mập răm bằng răm 80 được. Vậy chúng ta cắt đi thì tại sao mà răm được 80 thì chúng ta phải cho ăn tốt đó mà. Cây đào không bị xương, không bị khô, đủ chất, đúng chất của nó thì cây đào rất đẹp các bạn. Nên ở đây Rồng khuyên là các bác chúng ta hãy gì ạ, áp dụng công nghệ vào cây đào, chứ chúng ta không thể không áp dụng được nữa. Áp dụng cây đào thì ở Israel, ở Dubai thì họ trồng trên nước rồi các bác. Ông Rồng đi Dubai biết rồi, họ trồng trên nước, cá nuôi trên sa mạc chứ không phải có biển đâu. Nên là chúng ta phải áp dụng công nghệ vào. Thì ông Rồng cái kênh của ông Rồng Vlog là view đào, thì ông Rồng mong muốn là những người trồng đào là khi xem kênh của ông Rồng thì cũng đăng ký hộ ông Rồng hoặc chia sẻ trên các nền tảng để gì, không ngoài mục đích là mọi người biết về cây đào. Chúng ta chia sẻ nhiều thì mọi người dân đều biết về cây đào và độ đẹp của cây đào, nên chia sẻ các bác như vậy. Đăng ký kênh để khi mà ông Rồng phát sóng thì các bác học được, có nhận được video các bác xem luôn, xem ruộng nhà mình, nhà mới so với ruộng nhà ông hàng xóm, xem trên kênh xem nó đẹp, đào Bắc Giang, đào các nơi xem nó có đẹp bằng đào ở Quảng Ninh, Hải Phòng không, hoặc là Nhật Tân các bác. Nhờ chia sẻ các bác như vậy thì ông Rồng ở trên kênh này, ở Nhật Tân ông Rồng nó quay vườn đào nhà anh Mão rồi thì nó siêu khủng rồi, đào 20 năm 25 năm nhưng mà vẫn thuê 20-30 triệu, lúc nào anh thuê 2 dân công, đấy là câu chuyện như thế. Thì ông Rồng Vlog là mong muốn là các bác trồng đào trên toàn miền Bắc sang năm sẽ tiếp cận được công nghệ trên kênh của ông Rồng Vlog về các loại thuốc siêu kích nụ, thuốc hãm răm, rồi là thuốc kích rễ, đặc biệt là thuốc viên kích rễ, dạng viên chúng ta bón, chúng ta trồng để chúng ta rắc vào luôn. Và chúng ta ở đây chúng Rồng sẽ chia sẻ cách rất kỹ, tức là chúng ta không cho lân đạm khi mới thu cây đào về nhé. Cây đào mới trồng chúng ta không cho một thứ gì vào ngoài nước lã và rắc một ít kích rễ, còn sau là chúng ta tưới sau. Còn hoa răm ở cái lá răm mà dài bao nhiêu thì trên kênh ông Rồng nó ở tưới thì ông Rồng khuyên. Còn đa số là các bác là lên được 2-3 phần ánh các bác đè ra tưới lân đạm, các bác rót nó luôn để cho nó lên là nó sót, là tận thậm chí lên rồi ông Rồng biết là lên rồi bỏ chân bỏ tay, chứ không nó sót cái dễ nó non các bác. Nên hôm nay clip này không phải ông Rồng làm về kỹ thuật, mà ông Rồng làm mục đích là gì ạ, là tìm các đại lý phân phối thuốc cùng ông Rồng Vlog ở trên kênh. Các bác nào mà có tài chính nhé, không nhiều đâu, cũng chỉ độ vài chục triệu thôi, thì các bác muốn làm đại lý trên kênh của ông Rồng thì là các bác sẽ điện cho ông Rồng Vlog chúng ta phân phối luôn. Mà sang năm thì 2024 thì ông Rồng mong muốn là trên kênh của ông Rồng phân phối khoảng độ 7-8 loại thuốc, không ngoài mục đích là phục vụ cho cây đào là chủ yếu.
Còn cây khác có thì nói chung các bác là bán không sao, như kích nụ, kích rễ, kích nụ thì nhãn vải mận đều phun được. Đặc biệt là ông Rong mong muốn là các bác Tây, Tây Bắc mà sẽ nghe được clip này thì ông Rong mong muốn là các bác hãy bớt ra một mấy trăm để chúng ta phun thử vào mận xem này. Giả sử như cây mận độ một tạ mà thành tạ 2, tạ 3 thì xem có năng suất có cao hơn. Ông Rong mong muốn để chúng ta thử nghiệm cái thuốc này. Thì thực chất là trong Sài Gòn thì họ phun các loại rồi, hoa quả, hoa cây trái, mãng cầu, sầu riêng, rồi là chôm chôm. Ở trong Sài Gòn thì là xoài xuống họ phun rồi, nhưng mà miền Bắc thì chúng ta tiếp cận công nghệ nó hơi bị chậm một chút. Mà đặc biệt là trên kênh thì chia sẻ các bác là chúng ta mua xong là chúng ta phun thế nào phun nó không quan trọng, nhưng kênh của ông Rong là các bác phản hồi được lại xem là thuốc như thế nào, hiệu quả như thế nào và cách như thế nào thì ông Rong chia sẻ cho các bác. Không ngoài mục đích là kết nối giữa người buôn và người trồng đào, người buôn đào và người bán đào, và người trồng đào với lại nhà máy. Ông Rong là cầu nối tiếp cận giữa nhà máy trong Sài Gòn, ở trong từ miền Nam về đến miền Bắc. Càng đông lấy càng nhiều thì chiết xuất nó càng cao quá. Càng cao thì ông Rong lại giảm cho các bác đại lý thì giảm cho các bác nhà quê chúng ta trồng. Mà không ngoài mục đích là chúng ta tiện, ở xóm mình có một người bán thuốc kích rễ chúng ta lấy rất tiện, chúng ta nhỡ là chúng ta sang lấy được. Nhưng mà cây nếu mà lấy ở trên kênh ông Rong là phải bưu điện họ ship vào là phải có tiền, chứ không có tiền họ không đưa đưa thuốc. Chính vì vậy là ông Rong mong muốn là gì, ông Rong làm trung chuyển là nơi đại lý cấp 1 để không ngoài mục đích là gì, phân phối thuốc ở cho các bác các tỉnh miền Bắc về cây đào. Ông Rong rất hy vọng các bác kết nối, và đặc biệt là hiện nay ông Rong đang kêu gọi là bác nào ở trong Sài Gòn thì xem được clip này thì liên hệ ông Rong để chúng ta cùng buôn đào, buôn vừa tầm thôi, vừa vừa ý thôi, cây buôn nhỏ thôi, chứ là chúng ta làm dần dần nó quen. Nên ở đây các bác là hy vọng là các bác sẽ kết nối cùng ông Rong, đặc biệt là các bác mà mất đào nó mất vừa rồi do Tết, do bão số 3 thì chúng ta thay vì chúng ta có khách quen chơi rồi là có địa điểm bán quen thì chúng ta mua đồ chục cây, 20 cây, 50 cây về chúng ta bán để chúng ta nó quen. Cũng như là mai ông Rong phát ra clip về cái vườn quất ở Tứ Liên Hà Nội thì họ chết hết đấy, nhưng mà có những nhà vườn đã lấy đầy ắp ở Văn Giang về rồi, họ bảo là giữ khách đấy, người ta kinh doanh người ta giữ khách. Những vườn đào này là chết hết toàn bộ nhưng họ lại lấy đầy ắp vườn vào để gì ạ, để người ta giữ khách, những khách quen. Chia sẻ các bác như vậy thì ông Rong mong muốn là qua clip này hy vọng là các bác sẽ ủng hộ kênh của ông Rong Vlog, đăng ký kênh hoặc chia sẻ, và không ngoài mục đích là phục vụ các bác với trên kênh, đặc biệt là phục vụ cây đào. Nên là mong các bác ủng hộ kênh của ông Rong Vlog, và bác nào là muốn làm đại lý thì là điện cho ông Rong nha, để ông Rong gửi hàng ở đây. Chia sẻ với các bác như vậy, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chúc các bác thành công với cây đào của mình.